8. Vâng, bây giờ là đúng 2 giờ chiều ngày 25 tháng 2 năm 2019. Và thì tôi đang có mặt tại Chương Mỹ, Hà Nội. Vâng, để bàn giao cho anh Khỏe một bộ ghế nghê đỉnh cột 12 gồm có 10 món bằng gỗ hương đá, cực kỳ là đỉnh cao, hàng siêu VIP luôn. Và thì trước mặt quý vị đây là đang chủ nhà và nhân viên của chúng tôi đang kê lại chiếc kệ cho anh và để bày bộ ghế vào đúng vị trí. Và đây quý vị chiêm ngưỡng cùng đồ gỗ tuồng 8 chúng tôi nhé. Và xin trân trọng giới thiệu với quý vị là bộ ghế này là bằng chất liệu gỗ hương đá được theo mẫu Minh Quốc Nghê và cột 12 gồm 10 món và rất đẹp, hàng siêu VIP. Đây là Chương Mỹ nhỉ? Và đây là Chương Mỹ Hà Đông và trực thuộc Hà Nội bây giờ. Và về đúng là 2 giờ chiều ngày 25 tháng 2 âm lịch 2019 và tôi đang trực tiếp bàn giao cho anh vợ chồng anh Khỏe tại Chương Mỹ Hà Đông. Thì chúng tôi đã vượt qua 110 cây số để tới và bàn giao cho vợ chồng anh Khỏe, chị Tâm và bộ ghế. Vâng, anh chị rất là hài lòng. Quá trình 4 tháng anh đặt cho tôi 4 tháng. Và nay đã thành phẩm và bàn giao cho anh. Anh rất là ưng ý và hài lòng. Và đây là không gian nhà anh. Đây là anh kê tạm thôi. Anh đang sắp triển khai một ngôi nhà mới to hơn, hoành tráng hơn. Và đây anh đã đặt trước và khi để xong nhà mới anh mới chuyển sang cơ. Và anh chị rất đã có thiện chí và đã lên tận cơ sở chúng tôi và đặt bộ ghế này từ tháng 10 năm 2018 cơ. Vậy thì cuối năm công việc quá bận rộn không hoàn thành cho anh được và anh đã để sang đầu năm nay, người đã hoàn thiện và trở xuống ngay. Anh rất là bình tĩnh, không vội, như là chúng tôi làm cho anh rất là kỹ. Và đây trước mặt quý vị là anh Khỏe và anh chủ nhà. Và anh đang xếp lại cái kệ cũ của anh. Và thì thay mặt cho cơ sở tôi xin cảm ơn vợ chồng anh Khỏe, chị Tâm và đã có lòng thiện chí và tin tưởng và đã đặt hàng của chúng tôi một bộ ghế đỉnh cao. Và tôi rất chân thành cảm ơn anh và chúc anh chị có một sức khỏe tốt để làm ăn rất là thuận lợi.